Hết hồn mà. Trời ơi, mấy đứa nhỏ mà nó thấy nó cười chết. Gì đâu, anh với vợ là vợ chồng mà, gì đâu sợ. Không sao, không sợ. Ủa Gì vậy? sao mấy bữa nay vợ cho anh toàn ăn toàn cao lương mỹ vị này hoài vậy? Còn hỏi nữa, thì tại lương anh cao quá mà. Ghét không? Nè, anh thông báo cho vợ biết nha, anh đã được thăng chức. Thiệt không? Nhưng mà thôi đi, lại làm cho em mừng hụt giống 3 lần trước chứ gì. Em không tin anh đâu. Quá, có quyết định hết rồi, 2 ngày nữa sẽ có kết quả. Sao lần này anh tự tin quá vậy? Mình là thuộc dạng lão làng rồi mà, bây giờ dưới trướng anh là toàn là mấy đứa nó mới ra trường không à, với lại không có con ông cháu cha nào hết. Linh chứ, Trời ơi, ăn mừng lớn lên. Trời ơi, đúng rồi đó, phải ăn mừng lớn lên. Trời ơi, dở quá em trai của chị. Nhờ hồng phúc của ba má để lại mà em mới được vậy đó. Dạ. Sau lưng một người đàn ông thành đạt lúc nào cũng có bóng dáng của một người phụ nữ xinh đẹp. Chị nói vậy phủ nhận công sức của em. Người phụ nữ xinh đẹp em mới vừa nói là chị. Cả hai luôn, cả hai luôn. Cái mặt. Thôi mà, mọi người có gì đâu mà mừng vội. 3 lần rồi mà mọi người vẫn chưa rút kinh nghiệm hả? Đúng rồi, nhỏ này. Ngày mai em sẽ mua bông hoa lên chùa cúng lại Phật. Cầu cho anh được thành công, chứ mắc công gãy gánh giữa đường nữa. Giờ này chị mới xác nhận nhỏ này với nhỏ này là hai mẹ con ruột đó. Ủa là sao? Vô duyên y như nhau à. Chị hai nó cũng đúng mà, thôi bất công lắm vợ ơi, giống như mình làm như mình là hối lộ thần thánh vậy đó. Chị hối lộ anh thiện chút bông chút hoa chút lòng thành của em thì em thành tâm quá trời. Thì sao cũng được. Trời ơi, sao bà lâu về quá vậy? Bà bay phương nào mà lâu về vậy bà? Trời ơi, bà về lẹ đi bà ơi. Chuyện này gấp gáp lắm bà ơi, dầu sôi lửa bỏng bà ơi. Bà thương con đi bà. Bà về, bà về. Dạ, con lại bà. Dạ. Dạ là sao con chưa hiểu bà? Con hiểu rồi. Dạ, con gửi. Dạ, con lại bà. Dạ bà, dạ. Chẳng hay gia đạo, đến đây tìm thầy có chuyện gì không? Dạ, chuyện là vậy thầy. Chồng con chuẩn bị được thăng chức rồi, mà 3 lần trước lần nào cũng gãi gánh hết á thầy. Thầy coi giúp giùm con, lần này cho chồng con em xui tốt đẹp nha thầy. Dạ, con đội ơn thầy nhiều. Không có chuyện gì mà thầy không giải quyết được. Dạ. Sau lưng của người đàn ông thành đạt thì phải có bóng dáng của người phụ nữ. Dạ, câu này con biết nè thầy. Nhưng mà ý thầy là con là người phụ nữ cản đường thăng tiến của chồng con hả thầy? Thầy chưa có nói xong. Sao cô cứ tươm tướp vậy? Dạ, cứ nhảy vô họng của thầy vậy? Dạ, thầy nói tiếp đi thầy. Dạ. Sau lưng của chồng cô á có đến 2 người phụ nữ. Hai người phụ nữ. Ủa thầy ơi, coi chừng thầy lộn á thầy ơi. Chứ tính chồng con biết, ổng không bao giờ dám phản bội con đâu. Mà ổng cũng không bao giờ dám ra đường tòm tèm bậy bạ đâu thầy. Để coi. Dạ. Cô chỉ là người phụ nữ đến sau thôi. Trời ơi, thầy nói vậy có nghĩa là thiệt. Trời ơi thầy ơi, có nghĩa là con là kẻ thay thế, là kẻ thứ ba thôi đó hả thầy? Trời ơi, sao mà số con khổ nha thầy ơi, chết rồi trời. Nế. Sao cứ tung tốt nhảy vô hổng thầy hoài vậy? Hay là cô nói luôn đi. Dạ thôi con nhảy ra nè thầy. Dạ. Người phụ nữ luôn theo chồng cô á từ lúc chồng cô vừa mới chào đời lận. À con hiểu rồi, ý thầy là chị hai của ổng á hả thầy? Chẳng những như vậy á,
Sau lưng của chồng cô luôn có hai luồng âm khí đeo bám chồng cô suốt ngày suốt đêm. Hai luồng âm khí là con Oanh với con Yến hả thầy? Trời, vậy bây giờ thầy ơi, thầy làm ơn giúp giùm gia đình con với thầy. Làm sao giờ thầy? Cô dở cái dĩa này lên đi. Dạ. Cầm lá bùa đó lên. Cô hãy dán lá bùa này trên đầu giường của vợ chồng cô. Vì gia đình của cô đó âm thịnh mà dương si. Kể từ đây cho đến ngày chồng cô nhậm chức, gia đình của cô, đàn bà con gái phải tránh xa càng nhiều càng tốt. Có như vậy mới tốt, còn không á thì chồng cô sẽ không ngóc đầu lên nổi. Hay dữ vậy ta. Sẽ bắt đầu tiếp ta làm một việc thành tài. Quá hay luôn. Chụp đúng. Quá trời hay luôn á. Là người đã đề xuất chụp họp thủ đồng ngay trung giá. Chủ tịch Choi Soon Ho hiện tại chủ tịch đồng. Dạ. Vậy làm gì vậy, che mặt lại vậy? Vậy đừng có nói danh là vợ đi sửa mày sửa mặt gì nha. À, không có. Nhưng mà trong vòng 3 bữa nữa là em với anh đừng có dò mặt nhau. Ờ vậy ha. Ủa, như vậy. Nè, em hỏi con vợ em á, mà đi sửa mày sửa mặt gì đó là em sai nghiêm trọng rồi đó. Dạ. Vợ em đẹp toàn diện từ trên xuống dưới, không phải sửa chỗ nào hết trơn hết trọi á. Đúng rồi. Nó chỉ cần sửa cái nết lại thôi. Tại sao chị? Thì đó, tự nhiên kia không à. Biết chứ, em với anh 3 ngày nữa không nhìn mặt nhau, em thấy có hợp lý không? Ờ ha. Em cũng không hiểu câu đó là khổ muốn nói gì nữa. Tại sao ta? À, chị biết rồi. Chắc là tại vì hôm qua nó giận cái câu chị la hai mẹ con nó, cho nên bữa nay nó lẩy em đó. Không phải đâu. Vậy em phải tính đó không? Chứ sao? Trời, em lên hỏi biết liền. Đi đâu hả? Cái thằng lúc nào cũng binh dự chầm chập. Dán cái lá bùa này ở đâu bây giờ? Dán ở đâu cho nó phát huy hết tác dụng bây giờ? Chết rồi đi. Dạ. Đâu có giấu cái gì đâu. Nói chuyện với anh làm ơn nhìn vô mặt anh coi làm gì vậy? Bộ hôm nay cái mặt anh nó kỳ lạ lắm hả? Ờ, không có kỳ lạ gì hết. Kể từ đây cho đến ngày chồng cô nhậm chức, gia đình của cô, đàn bà con gái phải tránh xa càng nhiều càng tốt. Còn không á thì chồng cô sẽ không ngóc đầu lên nổi. Ờ, trời ơi mấy người. Dạ. Dạ. Dạ ơi, dạ ơi. Dạ. Cái bà này khó chịu quá ta. Ờ, chồng ơi. Gì? Bắt đầu từ bữa nay á, em xuống phòng khách ngủ nha. Ờ, em muốn xuống phòng khách ngủ thì cũng được. Vậy thôi đi qua bên phòng của ông Quanh Yến á, kêu con đứa qua đây ngủ đi, rồi anh xuống dưới ngủ với em. Ờ, không có. Ý em là một mình em xuống phòng khách ngủ á. Vậy? Ờ. Một mình em xuống phòng khách ngủ. Ừ. Còn anh ngủ đây. Ừ. Vì vợ chồng tự nhiên chia cắt nhau kỳ vậy? Mà khủng quá nó chuyện, mà cái nhìn cái ông nói chuyện không một cái mặt. Nè, bây giờ ôi giặt trời đất ơi. Tự nhiên nói chuyện với anh mà phải vậy, chi cho cực vậy? Kệ em đi. Đưa cho em cái gói đi. Nè. Cảm ơn. Bà này. Mày sao vậy ta? Tự dưng nó trở mặt, thay đổi thái độ với thằng Dũng một cách lạ lùng mà không hề có một cái điềm gì báo trước hết. Cũng may mình đó là chị thằng Dũng, là người có vị trí vững vàng ở trong ngôi nhà này, chứ nếu không nó dám đuổi mình ra khỏi nhà luôn chắc. Bực bội. Đứng lại đó. Chị kêu em hả? Ở đây có người thứ ba không? Ờ, ừ. Chuyện gì? Chị?
tôi sẽ nói thẳng về vấn đề. Tôi cũng không muốn cô phải quanh co, bao che, lòng vòng hay giải thích. Duy nhất một câu hỏi, tại sao cô lại đối xử với thằng em Dũng của tôi như vậy hả? Có vấn đề gì vậy hả? Tự nhiên lại xa lắng đó, tự nhiên lại bảo là tách biệt với nó. Giờ nói sao cho chị hiểu ta. Thôi chuyện dài lắm, ngồi xuống đây đi. Chị hiểu lầm em rồi. Em cũng khổ tâm dữ lắm. Nhưng mà bây giờ làm được cái gì tốt nhất cho chồng em sẽ làm. Em cũng tính kể cho chị nghe rồi. Mà em sợ cái tâm hồn mong manh dễ vỡ yếu đuối của chị nó chịu không được cái cú sốc này. Mới kể vậy thôi lấy hơi lên rồi. Nhưng không sao đâu. Chuyện gì tốt cho thằng Dũng chị sẽ vượt qua được hết. Nói cho chị nghe đi. Chuyện gì vậy? Chị có chịu đựng được không đó? Chắc được. Chắc được là sao? Được hay là không? Được. Chắc phải không? Chuyện là em đi coi một bà thầy bói. Cái bà này bà coi rất là hay. Bà nói là tất cả những người phụ nữ con gái trong gia đình này nè đang cản cái con đường công danh sự nghiệp của anh Dũng. Cho nên là từ giờ cho tới ngày mà ảnh thăng quan tiến chức là mình không có được tiếp xúc với ảnh. Mình tránh xa ảnh ra để tránh cái vận khí không tốt ảnh hưởng tới ảnh. Chị hiểu không? Tại sao lại có thể có chuyện đó chứ? Hóa ra là tất cả những hành động yêu thương, lo lắng, chăm sóc của chị đối với em đều là cản trở con đường công danh của em sao Dũng? Trái tim chị cơ hội như vỡ nát à em? Thôi chị đừng có buồn. Sao em cũng vậy nè. Nhưng mà chỉ được có vài bữa này thôi. Vài bữa nữa là hết rồi. Không sao đâu. Không thể để như vậy được. Thà là không biết thì thôi, biết rồi thì không thể làm ngơ được. Chị sẽ dọn đồ qua quán bún ở tá túc bên đó 3 ngày 3 đêm luôn. Trời ơi, ngày mai là anh có quyết định rồi. Chị ở chị tới 3 ngày dữ vậy? Ai biết đâu được, kẹt xe kẹt đường gì đó quyết định về trễ thì sao. Ở 3 ngày 3 đêm chắc ăn. Nè, bây giờ chị sẽ đi thu xếp hành lý và rời khỏi người nhà chung ngay lập tức. Còn em, nhớ lo tốt việc phần em nha. Dạ. Ủa, ai gọi? Chuyện gì đó? Dạ em nghe chị. Chị lên ở mấy bữa hả? Đi học luôn hả? Bây giờ chuyện dài dòng lắm, để em kể sao. Nhưng mà thôi thôi, nói chung là mấy bữa này chị tạm thời đứng lên, qua tháng sau được không? Rồi. Con này, chị họ quen phải không? Đúng rồi, chị nói chị lên ở mấy bữa để đi học mai giá gì đó. Bây giờ sao? Không được, dứt khoát không là không. Để thằng Dũng nhận được quyết định chính thức lên chức rồi á, nó muốn lên đây ở luôn cũng được nữa. Vậy đi. Cuối cùng mình phải rời khỏi ngôi nhà thân yêu này rồi. Có luyến tiếc á thì cũng phải đành chịu thôi. Nha. Cái gì vậy? Cái gì tự nhiên chị kéo vali chị đi đâu vậy? Đủ gì làm gì che mày vậy đó, em nói em nghe coi làm cái gì vậy? Đừng có đụng vô người chị, đừng có đụng vô người chị. Đừng có nói với em là sửa chữa cái gì trên gương mặt nữa nghe. Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi nghe chưa? Nhà mình không ai phải sửa cái gì hết, đẹp đều rồi. Nếu có muốn sửa vậy là chặt cái đầu thay cái mình vô thôi. Mà chị làm gì vậy? Tự nhiên cái chị kéo vali chị đi đâu? Không, nghe chị dặn nè. Chị sẽ đi vài ngày. Hả? Em ở nhà ráng giữ gìn sức khỏe, ráng lo cho bản thân mình. Chị đã nấu cơm sẵn để trong bếp rồi đó. Cứ ráng chịu đựng vài ngày đi, rồi mọi thứ sẽ đâu lại vào đó, nghe không? Trời khổ quá, hết giờ em rồi, bây giờ tới chị. Còn Quanh với con Nghiến đâu? Hai đứa con của em đâu rồi? Chắc là bị mẹ của nó cấm cung luôn rồi. Cấm cung? Cấm cung là sao? Trời, có ai trả lời cho em biết là đang xảy ra chuyện gì không? Trời ơi, em bình tĩnh, em nghe chị nói nè. Chị sẽ đi khoảng vài ngày chị mới về. Trong thời gian không có chị ở nhà, em đáng giữ nhiều sức khỏe. Nhưng mà em nhớ những lời chị dặn nha. Chị đi đây. Chị đi.
cái gì mà rối như vậy trời? Trời ơi, chắc tôi điên quá. Xảy ra chuyện gì vậy trời? Đời người còn ra chứ một lần yêu cuộc quá thật ơn. Tại sao cuộc đời mình lại ra nông nỗi này? Bắt chạc, bắt chạc. Tuy nhiên tắc kè nào kêu sao có biến thái như vậy vậy? Mà người ta nói tắc kè kêu là con ma đó. Không sợ nha, ghét quá không sợ. Tắc kè thành phố nên kêu nó biến thái hơn tắc kè dưới quê ha. Biết biết rồi hả? Ây da, ây da. Ông làm gì vậy? Làm người không làm. Tự nhiên làm sâu làm bọ, anh bọ lỡm ngỡm trên đó vậy? Thò mặt ra đây làm chi đây? Kêu quá khàn cổ. Thấy chị ở ngoài đây một mình ơn, sao buồn nên ra trong nôm chị. Mà thấy ra thấy chị ngồi nhậu đồ, thấy sung sướng phải ra thôi. Không có gì hả, tôi đi về. Tiễn dông. Về luôn. Tiễn dông. Về thiệt. Ê. Ê. Trường ngược lại đây tôi hỏi một câu ngắn gọn thôi. Sao chị? Nhậu không? Đi vậy. Không thể ngờ được một sự thật đau lòng. Chính tôi lại là người kiềm hãm con đường công danh sự nghiệp tiền tài của em trai chị Hậu là không có liên quan gì hết trơn á. Tại ông Dũng dở nói bậy, tôi đập cái ly bia vô đầu bây giờ. Em trai tôi không dở. Nhưng mà ngoài tôi ra còn con vợ nó, hai đứa con gái của nó, tổng cộng là bốn con đường âm khí chỉ thẳng vô cái đường công danh sự nghiệp của nó. Hỏi làm sao mà nó vượt qua được chứ. Chị giờ chị xỉn á, cái đầu óc chị não bị rối chưa? Nói thử tôi nghe coi tại sao thằng em tôi nó lại khổ sở như vậy. Nói cho chị biết nè, mình á là nhân viên, ông Dũng á nhân viên nè, ông muốn lên chức là ông phải bợ đích của sếp, bợ lên thì mới lên chức cho ông. Đằng này ông lo mấy chuyện báo đồng học hả, người ta cắt chức ông rồi. Đúng rồi, trời ơi, nhân viên mà dắt cho nó sai, cho sai của sếp không, trời ơi, là trời cho lên chức thật. Gì vậy? Gỡ mấy cái câu ông vừa nói, chọi thẳng ở trong mặt ông nè. Đội đầu ô nhiễm não hả? Thằng Dũng em tôi là nó ăn lương của dân thì nó phải phục vụ dân, đó là nghĩa vụ là thiêng liêng của nó. Ở đâu ra mà có chuyện đi bẩn hả? Thiêng liêng gì là nói chị biết nha. Chị lo cho nó quá thì thôi chị về nhà chị khuyên nhủ nó đi, chị ngồi đi có giải quyết được cái gì đâu hả? Im miệng. Cái gì lụm mấy cái lời ông vừa nói chọi thẳng ở trong mặt ông lần nữa nè. Đó. Cấm ông khuyên tôi về nhà nghe chưa? Khuyên gì? Từ bây giờ cho tới lúc thằng Dũng nó thăng chức, không một cái luồng âm khí nào được tiếp cận nó, cản trở đường công danh sự nghiệp của nó. Hiểu chưa? Trời. Hôm nay sao vậy ta? Sao giống như là tôi ở nhà với mọi người mà tôi ở căn nhà này có một mình nên vậy ta? Trời ơi, anh không lo đi làm đi, còn đứng đó lèm bèm nữa. Sao đi làm được? Tự nhiên xuống em không làm đồ ăn sáng cho anh ăn, em đuổi anh đi làm là làm sao? Kịp rồi. Gặp xui đi đẻ đi, để mọi người ào xuống là anh gặp xui bây giờ đó. Đi Ok, em làm gì vậy? Em làm gì? Đứng thẳng lên nó quay qua, nó nói chuyện với anh cách đã
đàng hoàng coi. Không có được. Trời ơi. Trời ơi, tôi nói là đi lẹ đi, đừng có nói nhiều nữa. Xui xẻo lắm mà. Mà em phải cho anh biết là chuyện gì xảy ra trong căn nhà chứ không sao. Từng bữa tới giờ ai ai. Không có điều gì đâu. À, tôi đi cắt cho lấy. Con này nè. Con này nè. Hai chị em lớn hết trơn hết trội rồi mà làm giống như con nít vậy đó. Trời giỡn ơi, tôi chết. Tôi chết, tiêu hết rồi, tiêu hết rồi. Trời ơi, tôi bóp cổ tôi chết. À, trời ơi, tôi chết rồi, trời ơi. Kìa vợ, tôi chết cái tiêu gì nhỉ? Trời ơi, tôi chết rồi. Hả? Hai cái đứa này, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, tụi con phải tránh xa ba tụi con trong vòng bán kính 50 thuốc. Tại sao không nghe, hả? Bữa nay còn, đó, trời ơi, đó, đó, nó còn rờ vô, nó còn nắm, nó còn níu nữa. Trời ơi, con đường công danh sự nghiệp của ba con tiêu tùng là tại hai đứa bay. Ừ. Ủa, khoan, cho anh xí chỗ này cái. Hai đứa nhỏ nó giỡn nhanh thôi mà có gì đâu mà tự nhiên là đi tiêu tùng sự nghiệp giữa anh là sao? Trời ơi, nói sao cho chồng hiểu bây giờ. Thì em phải nói rõ chứ, bữa giờ anh thấy em lạ lắm á. Trời ơi, bây giờ phải nói rõ hả? Thì đâu có ra đi, anh mới biết, anh biết chuyện gì đâu. Bà thầy bói, bà nói là con đường sự nghiệp của anh bao nhiêu năm nay bị gãy gánh là tại vì sau lưng anh có tới hai người đàn bà và hai luồng âm khí. Là có hai với mẹ đúng không? Ninh! Cản trở sự nghiệp của anh. Bây giờ muốn anh thăng quan tiến chức là tất cả phụ nữ trong gia đình này phải tránh xa anh ra. Rồi. Vậy là anh hiểu rồi. Vậy là từ bữa tới giờ trong cái căn nhà này xảy ra cái chuyện này. Cái chuyện mà mọi người đối xử với anh giống như là kỳ thị anh. Vậy là từ em ra hết. À không, từ cái bà thầy bói. Bà đó đọc, nói cho anh biết. Anh gọi công an tới hốt ổ qua luôn. Trời ơi, phun nước miếng nó lại. Phun nước miếng nó lại. Ui, bán bổ thần thánh quả phạt anh bây giờ. Quả phạt cái gì? Nếu mà lẽ là thần thánh là phải phù hộ cho mấy người đàng hoàng chứ. Ai mà mê tính gì đang cái gì kỳ cục vậy? Trời ơi. Rồi để rồi coi bữa nay anh có thăng quan tiến chức hay không biết liền chứ gì. Gì vậy em? Anh đã được thăng chức một tháng nay rồi. Bữa nay là cái ngày đầu tiên anh lãnh lương. Anh còn tính tối nay về một người ăn buffet nữa. Ủa? Nói vậy là từ đó tới giờ mình đâu có cản đường công danh của em trai mình đâu. Ê! Chị Hai! Núp đó làm gì vậy? Đi vô đây! Khổ quá! Đi vô đây! Mà làm gì mà núp vô đây vậy? Đi vô đây nói chuyện! Này! Hai con người từ bữa vào kỳ thị tôi nhiều nhất. Vậy là đi nghe cái lời bà thầy bói đó đúng không? Ôi trời ơi! Vậy là cuối cùng em, chị Hai với hai đứa nhỏ không có cản đường sự nghiệp của anh phải không? Cản đường sự nghiệp cái gì? Ở sau lưng anh có bốn người phụ nữ xinh đẹp như vậy, hoành tráng như vậy thì ai mà cản nổi anh chứ? Đúng không? Bây giờ trong nhà phải vô lên, không có được một, biết chưa? Phải cười lên như chưa vợ. Trễ giờ đi làm rồi, chết. Chồng, còn phải 5 phút nữa là con. 5 phút? Còn em đi đây trễ giờ đâu. Người sâu răng ngày và đêm.